giả sử có một lão già nghèo không còn đủ sức cày cấy ốm đau bệnh tật ngày qua ngày phải tiêu đi những đồng tiền tích góp cuối cùng của cả gia đình ông sống trong cô đơn vì con cái phải đi làm xa vậy người đó có nên tiếp tục sống hay nên sớm đặt dầu chấm hết cho cuộc đời của mình để khỏi phải bị cái tiếng là ăn hại bi kịch éo le này đã được nam cao lột tả một cách chân thực trong chuyện ngắn lão hạc Tác phẩm Lão Hạc được viết năm 1943, thời điểm trước cách mạng tháng 8, khi đời sống của con người, đặc biệt là người nông dân, rất khổ cực. Trong giai đoạn này, ngoài bút tài năng của Nam Cao, chàng trai chưa đầy 30 tuổi đã cho ra đời những tác phẩm thấm thía như Chí Phèo 1941, Răng Sáng 1942 và Đời Thừa 1943. Ngoài cái hay của tả thực, chuyện ngắn của nam ca còn có giá trị lịch sử bởi hầu hết các nhân vật trong chuyện của ông được lấy nguyên mẫu từ chính ngôi làng của ông làng đại hoàng hay còn gọi là làng vũ đại theo mình tìm hiểu được nguyên bản lão hạc là một ông già có tên là trùm san sống ở làng đại hoàng ông này nghèo sơ nghèo xác lão hạc là một người nông dân nghèo vợ mất sớm phải gà chống nuôi con gia tài chỉ có một mảnh vườn và một con chó vàng khi con trai ông đến tuổi dựng vợ Y muốn lấy người phụ nữ mình yêu, nhưng do gia đình nhà gái thách cưới quá cao, nếu lấy ả thì phải bán cả mảnh vườn, sau rồi cả nhà cũng sẽ chết đói. Nên lão Hạc đã khuyên con đi kiếm mối khác. Đứa con ông là người hiểu chuyện, ngay ngày hôm sau, nó đăng ký đi làm phu ở đồn điền cao su, với quyết tâm kiếm đủ tiền, sau sẽ về làng cưới vợ. Trong lúc đứa con đi xa, lão lùi thùi ở nhà một mình, thật may là có con chó vàng bầu bạn, lão yêu con chó lắm cứ rảnh lại bắt giận về tắm cho nó, lão ăn gì nó cũng được vài miếng. Ban đầu, lão tính là lão sẽ ở nhà làm vườn, ai thuê mướn gì thì làm nấy, nếu ăn uống hà tiện thì lão cũng sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá. ấy thế mà, con trai lão đi phu 6 năm vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, rồi lại càng không may cho lão, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, số tiền mà lão dành dụng được trước nay gần như bốc hơi do phải lo thuốc thang chạy chữa. Sức khỏe của lão ngày một tệ đi, không thể lao động được, Tiền ngày càng cạn kiệt, con chó lại ăn khỏe nữa, quả thực là tốn kém. Nếu cứ tiếp tục sống như thế này thì cả lũ rồi sẽ chết, lão sẽ chết và con chó cũng sẽ đi đời. Giả sử lão vẫn sống như thế cho đến đồng bạc cuối cùng, lão sẽ phải bán con chó rồi đến bán mảnh vườn. Như vậy, khi con lão trở về, còn đâu đất đai mà làm ăn sinh sống, lão sẽ cảm thấy lão là một người ăn hại, có tội với con trai như vậy không được bởi lão thương con lắm. Lão dân dân nước mắt mà nói với ông giáo. Trước khi đi, chả biết nó vay mượn ở đâu mà cho tôi ba đồng. Con biếu thầy ba đồng, để thỉnh thoảng thấy ăn quà. Xưa nay, con ở nhà mãi không nuôi được bữa nào, thì con đi cũng chẳng phải lo. Thầy bòn vườn đất, với làm thuê làm mướn thêm cho người ta, thế nào cũng đủ ăn. Con đi chuyến này, cố chí làm ăn, bao giờ có được trăm bạc con mới về không có tiền, sống khổ sở ở cái làng này, nhục lắm. Như vậy, nếu tiếp tục sống ăn hại, lão sẽ càng ngày càng dây dứt. Nếu lão chết đi, thì lão sẽ không bị cắn dứt mà vẫn để lại được miếng đất cho con. Cho nên, lão đã chọn phương án thứ hai. Nếu trước khi con người bất hạnh phải chết mà lại làm được một việc ý nghĩa, vậy thì cái chết ấy cũng đáng cho cái cuộc đời tội nghiệp của anh ta. Trước khi chết, Lão Hạc không chỉ làm một việc mà lão làm hẳn hai. Việc thứ nhất, lão nhờ ông giáo trông coi hộ cái vườn để chờ con trai lão trở về. Việc thứ hai là lão gửi ông giáo 25 đồng bạc do lão tiết kiệm cùng với 5 đồng bạc do bán con chó vàng. Số tiền ấy để ông giáo lo việc ma chay, phòng khi lão có qua đời thì không phải làm khổ bà con lối xóm. Có người cho rằng chi tiết này cho thấy lão Hạc là người sống có trách nhiệm với bà con làng xóm, đến lúc chết vẫn không phiền người ta còn mình thì cho rằng nếu lão không làm thế sau con lão trở về lại phải mang ơn mang nợ với làng xóm con lão sống sẽ rất khổ nói chung mình cảm nhận rằng mọi việc lão hạc làm đều vì tương lai con trai của lão nếu nhìn nhận một cách tổng thể suy xét trong giá trị văn chương trước bối cảnh cùng cực như vậy thì việc nam cao để cho nhân vật lão hạc tự kết liễu đời mình thì đó là một sự hợp lý bởi nó giúp nhân vật gỡ được nút thắt nghèo khó trong chuyện và điều này cũng cho ta thấy cái biệt tài của nam cao thứ khiến ông trở thành cây bút nổi bật hơn cả so với những nhà văn khác trong mảng truyện ngắn một mảng tưởng như dễ mà lại cực kỳ khó viết các bạn cứ tưởng tượng khi viết truyện ngắn nếu mở đầu chuyện là cây súng treo trên tường thì đến cuối chuyện chắc chắn khẩu súng ấy sẽ phải bắn nếu so sánh lão hạc là hình ảnh cây súng ấy, thì cuối chuyện, cái chết của lão hạc chính là phát bắn chốt hạ. Nhưng khi đọc cảnh lão hạc xin bà chó rồi tự tử, quả thật là rất sốc đối với mình. Lão hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, hai mắt long sòng sọc, lão chu chéo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên hai người đàn ông lực lưỡng ngồi đè lên người lão lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết cái chết thật là dữ dội cảnh mình cảm thấy xúc động nhất trong chuyện này là khi lão hạc phải đứt ruột bán người bạn bốn chân của mình cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ à. cũng bán rồi bán rồi họ vừa bắt xong lão cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ẩn ực nước thế nó cho bắt à mặt lão đột nhiên co rúm lại những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng mó mém của lão cứ mếu như con nít, lão hu hu khóc. Khốn nạn, ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng, tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng mục đấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng nó, dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng mục với thằng xiên Hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết. Này, ông giáo, cái giống nó cũng khôn. Nó cứ làm im như nó trách tôi. Nó kêu ừ, ừ. nhìn tôi muốn bảo tôi rằng À, lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này. Thì ra, tuổi già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa mà con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Ngoài ra, trong chuyện ngắn này, không thể không kể đến đó là nhân vật ông giáo, người làm mình liên tưởng đến thầy giáo thứ trong tiểu thuyết Sống Mòn cũng của nhà văn Nam Cao. Tác giả đã khéo léo gài ông giáo vào chuyện qua những cuộc đối thoại giữa ông và Lão Hạc. Nó giúp làm bộc lộ rõ hơn những suy nghĩ của Lão Hạc, đồng thời cũng thể hiện cái bi kịch khốn khổ chung của tất cả con người thời bấy giờ. Lão Hạc là một trong những chuyện ngắn được xếp vào hàng đỉnh cao trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trước cách mạng tháng 8. Nó cho thấy sự khốn khổ, sự cùng đường của những người nông dân Việt Nam đương thời. Bên cạnh tình cha con quý giá, tác phẩm còn làm người đọc chăn trở với những suy nghĩ. Liệu con người nên chết khi nào và như thế nào mới là một cái chết xứng đáng?